Vâng, cảm ơn quý khán giả đã tiếp thị dưới màn hình. Thưa anh Minh, thì một cái vấn đề khác nữa mà có lẽ là nhiều người đang quan tâm, tức là tình hình tại Biển Đông. Tình hình tại Biển Đông á, thì ngoài mới nhất là Trung Cộng đã tuyên bố một cái đường gọi là một cái đường Lưỡi bò hả? không đường để mà tuần tra À. mới, và cái đường tuần tra đó nó có bao gồm gần như hết tất cả các cái đảo ở trong cái vùng lưỡi bò và đi sâu vào gần tới cái lãnh thổ của Phi Lợi Tân, cách bờ biển Phi Lợi Tân khoảng chừng 85 hải lý mà thôi. Thì thưa anh, khi mà đưa ra một cái đường tuần tra như vậy đó, thì chúng ta thấy là cái tình hình ấy càng trở thêm căng thẳng hơn. Nhưng mà có lẽ là chúng ta lại thấy quan tâm nhiều về một cái sự biến chuyển khác, đó là sự võ trang lực lượng hải quân của Philippines và của Nhật Bản. Của Philippines thì mới nhận thêm một cái tuần dương hạm của Hoa Kỳ mới giao vào cái tuần lễ vừa qua ở tại gần Sun Vít Bay, và Tổng thống của Philippines tuyên bố là sẽ canh tân lại cái lực lượng hải quân để mà có thể đối đầu được với lực lượng hải quân của Trung Cộng ở trong vấn đề tranh chấp tại Biển Đông. Nhưng mà một cái điểm mà có lẽ mọi người quan tâm nhiều nhất là vấn đề Nhật Bản. Nhật Bản đang chuẩn bị hạ thủy một chiếc tàu đưa vào hoạt động vào 2015, một cái chiến hạm lớn. Nó không phải là hàng không mẫu hạm, nhưng mà đây là một chiếc hạm có thể chứa được tới 9 chiếc máy bay trực thăng ở trên boong, và 15 chiếc ở trong cái hầm, và có thể cất cánh một lúc 5 chiếc trực thăng một lúc. Và cái điều này đã tạo nên một cái dư luận đối với các quốc gia ở trong vùng, và đặc biệt với Trung Cộng. Thì anh nghĩ thế nào về cái sự thay đổi của Nhật Bản sau 1945, tức là sau Thế chiến thứ hai, thì Nhật Bản không đã có một cái hiệp ước là không được phát triển về quân sự, thì bây giờ Nhật Bản được phát triển về quân sự, anh nghĩ như thế nào? Nhưng bởi vì thật sự chúng ta thấy thế này, khi mà gọi là Nhật mà chấp nhận đó thì núp cái dưới cái dù của Hoa Kỳ, là tất nhiên là vấn đề an ninh của Nhật Bản là Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm, đó là rõ ràng cái tên vấn đề đó. Nhưng mà khi chúng ta thấy có những vấn đề tranh chấp mà cái sự mà bộc phát của Trung Cộng, thì lại khi Mỹ mạnh rồi thì lấn hiếp tất cả các vùng, và nhất là những tranh chấp những cái vùng biển mà điêu ngư, mà Trung Cộng gọi là điêu ngư, mà của Khen Kiêu của Nhật. Đó là những cái điểm mà chúng ta thấy, thì chúng ta cũng không ngạc nhiên, bởi vì hồi trước đệ nhị thế chiến á, thời đơn gian đó Nhật đã có hàng không mẫu hạm rồi, tất cả những kỹ thuật đó họ đều có. Cũng như chúng ta thấy như tuần rồi thì lại có cái tin là Nhật đã đưa người và đưa đồ tiếp tiện lên cái trạm không gian quốc tế, mà hồi đó về Nhật cũng không có tuyên bố là tôi thử quả tiễn phóng người người đi như giống như Trung Cộng mà phun xe, mà Nhật cũng âm thầm làm những chuyện đó. Thì chúng tôi thấy thật sự nói cái này đó, nó gọi là khu trục hạm thì nó không đúng, là bởi vì nó dài tới 831 feet nè. Thì như chúng ta thấy như hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đó thì nó dài 1.100 mấy chục feet, đó là những cái điểm mà chúng ta thấy. Và do đó cái độ này đó, thì đối tôi nghĩ rằng muốn thật muốn đáp phản lực cơ cũng được chứ không phải là trực thăng, là bởi vì vấn đề ưu thua cái kỹ thuật mà phi công, huấn luyện phi công và những cái trận nước trận mà khi nó đáp xuống thôi, chứ nó không phải là cần một cái độ dài bao nhiêu hết trơn. Mà cái chuyện mà hồi đó giờ mà thực tập, là tôi nghĩ rằng cái phi công Nhật Bản chắc cũng đã thực tập từ lâu trên những cái bon mà cái đường bay ngắn như vậy. Đó là những điểm mà chúng ta thấy bây giờ đó. Thì theo cái dư luận mà thăm dò của quần chúng Nhật đó, cụ thể nhất là cuộc bầu cử vừa rồi, thì giống như là cái đảng mà dân chủ, tân dân chủ của Nhật Bản thì kỳ này là lại đã thắng cử lớn luôn cả lưỡng viện, thượng viện và hạ viện, là do cái tinh thần mà gọi là bảo thủ cực kỳ của ông Abe. Đó là những cái điểm mà chúng ta thấy như vậy đó. Và theo cái sự thăm dò cái dư luận mà mới đây đó, thì lại tới 93% dân Nhật thấy rằng là cần phải có đủ lực để bảo vệ tổ quốc. Đó là những cái điểm mà do đó chúng tôi nghĩ rằng
theo cái chương trình tương lai của ông Thủ tướng đương nhiệm giờ đó là muốn thay đổi hiến pháp để chấp nhận người Nhật có thể tái vợ ra. Đó là những cái điểm đầu tiên là mở hiện giờ là Nhật có quyền tham gia vô cái những cái đơn vị giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đó là những điểm mà chúng ta thấy thật sự khi mà build cái hàng không mẫu hạm này mà gọi là tên không phải hàng không mẫu hạm đó, Mỹ ở đó đương nhiên Mỹ biết mà Mỹ đã làm ngơ để cho nhiều bộ làm. Đó là cái nhu cầu tôi thấy cái hiện tại bây giờ. Thành thử ra tiếng là nói là 2015 sẽ hạ thủy, tôi nghĩ không phải một chiếc đó, hạ thủy còn nhiều chiếc nữa nếu có nhu cầu. Đó là những cái điểm mà chúng ta thấy. Thì cái chuyện mà của phùng xè, cái hung hăng của Trung Cộng đó, thì cái chuyện mà thế giới dễ dàng chấp nhận cái chuyện trỗi dậy của Nhật Bản nhiều hơn. Bởi vì thấy cái quả mà cái chủ tương lai đối với Nhật Bản như nào họ cũng thấy, mà cái quả cận kề là cái quả hung hăng của Trung Cộng chỗ này đó. Thành thử đã tiếng nói là mấy quốc gia kia cũng ngạc nhiên là lại kia, nhưng mà chúng ta thấy họ phản ứng rất là yếu ớt vì cho cái lấy lệ nhiều hơn. Chỉ có Trung Cộng là nước mà phùng chè la lớn trong khi nó hung hăng, chẳng giống như một tên tướng cướp mà lại vừa đánh ăn cướp mà vừa la làng đó. Đó là những cái điểm cái lối của Trung Cộng. Chứ còn thật sự tôi thấy cái chuyện mà tin nguồn tin mà cái đối với Nhật Bản này đó, nó không có gây phản ứng mà bất bình nhiều các quốc gia láng giềng đâu. Vâng, thì thưa anh, theo những cái nguồn tin đó, thì cái khả năng của Nhật Bản thì trong vòng từ 2 năm họ có thể sản xuất được cả mười mấy cái tàu ngầm trong vòng 2 năm. Tức là tất cả những cái cơ xưởng của Nhật Bản đó, họ, những cái cơ xưởng đó chỉ trong vòng 1 đến 2 năm nó biến thành những cái cơ xưởng để sản xuất những máy bay. À, và họ đang chuẩn bị để sản xuất máy bay và sản xuất những tàu ngầm, và họ sẽ sản xuất những cái hàng không mẫu hạm để mà đối đầu lại với Trung Cộng. Và rõ ràng là trong cái bối cảnh hiện giờ là sự căng thẳng giữa Nhật Bản với Trung Cộng mới là cái điểm mà người ta coi như là có thể bùng đổ một cuộc chiến tranh. Và ngay ông Thủ tướng của Nhật Bản đã tuyên bố là nếu Trung Cộng mà đổ người lên đảo Điếu Ngư thì Nhật Bản sẽ sử dụng quân sự để mà giải quyết vấn đề. Thì thưa anh, khi mà Nhật Bản bắt đầu trỗi dậy trong cái sức mạnh về quân sự như vậy đó, và Nhật Bản đang hỗ trợ cho cả Philippines, và Nhật Bản đã viện trợ cho Philippines 10 chiếc tàu để cho tuần tra ở tại vùng biển Đông. Thì trong cái bối cảnh như vậy thì chúng ta cũng thấy là Cộng sản Việt Nam cũng đã nhiều lần tới tại Nhật Bản để mà có những cái nâng cấp về vấn đề ngoại giao. Thì anh có nghĩ là trong tương lai Việt Nam cũng sẽ được Nhật Bản hỗ trợ cho cái vấn đề tăng cường về quân sự ở tại Biển Đông không? Có rồi. Và khi đã ký kết với Nguyễn Tấn Dũng là thể viện trợ và cũng như cho vay là để mà có những cái tàu tuần duyên, ngay tất nhiên là cảnh sát tuần duyên để mà bảo vệ cái lãnh thổ mình, cũng như là ngày mai đây trong tuần này thì ông Trương Tấn Sang sẽ tới Nhật Bản để mà bàn thảo về vấn đề đó. Chúng ta thấy rõ ràng là hiện tại bây giờ đó thì Nhật Bản gần như là cánh tay dài của Hoa Kỳ để mà ra làm những chuyện đó. Đó là những cái điểm mà chúng ta thấy bên khi mà đầu tiên mà ông Thủ tướng Abe lên đó, thì ổng cái nước đầu tiên là ổng tới Việt Nam. Cũng như cái chuyến đi vừa rồi cái ông đó thì ông đi vòng mấy nước khác nữa, thì cái cuộc trận chót là ông ở tại Philippines và đã ký kết những hợp tác và tuyên bố để mà giúp Philippines để mà có thể bảo vệ cái lãnh hải của mình. Đó là những điểm mà chúng ta thấy thật sự thì hiện tại bây giờ Nhật Bản công khai chứ không phải là nó giấu giếm gì với Trung Cộng, sẵn sàng để mà giúp cái kia như đó. Là những điểm mà chúng ta thấy cái tình hình chẳng hiện như ngày hôm qua thì có mấy chiếc tàu tuần duyên của Trung Cộng đi vào cái lãnh hải mà của cái đảo Điếu Ngư đó, thì Nhật Bản đã kêu cái đại sứ của Trung Cộng lên là để phản đối, cực lực phản đối đó. Bây giờ cho
là một chuyện mà đi kéo dài gần 24 tiếng đồng hồ đó là một chuyện bất thường, mà họ đó cho ông cho rằng là cái điều đó là nguy hiểm, có thể đưa khẽ đưa ra lên chân tầng như thường. Đó là ông khẳng định làm điều đó. Thì chúng ta thấy nếu thật thì tôi cũng rất mong cầu cho Trung Cộng nó càng hung hăng nữa để mà giải quyết vấn đề. Chứ còn thật sự nếu mà nó chơi cái kiểu mà tầm bằng dâu đó thì đất nước Việt Nam chúng ta sẽ khổ nhiều. Vâng, thì như cũng về những cái vấn đề liên quan đến cái Trung Cộng á, thì ngày mùng 5 tháng 8 vừa mới đây đó, thì ông ngoại trưởng của Trung Cộng là Vương Nghị đã tới Việt Nam và gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, rồi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cùng thảo luận với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phan Bình Minh. Cái chuyến đi này của ông Vương Nghị á, ông có đi một vòng các quốc gia của khối ASEAN, ông có tới Mã Lai và Thái Lan. Nếu mà người ta cho rằng nếu mà đúng ra thì ông Vương Nghị lại phải tới Việt Nam trước, tại vì Việt Nam là một cái quốc gia gọi là luôn luôn đáp ứng 4 tốt và 16 chữ vàng, nhưng mà lại là người tới sau cùng, tới Việt Nam là quốc gia sau cùng. Và người ta cho rằng cái chuyến đi của ông Vương Nghị này đã thất bại, không có cái thành quả nào ở tại Việt Nam. Thì đây có phải là một cái dấu hiệu chuyển của Cộng sản Việt Nam đối với cái sự hung hăng của Trung Cộng, và đặc biệt với cái sự mà ép Trương Tấn Sang phải ký 10 cái văn kiện mà coi như là văn kiện bị bán nước như vậy đó, thì anh nghĩ đây có phải là một cái hành động mà phản ứng của Việt Nam trước những cái sự o ép của Trung Cộng hay không? Cái vấn đề mà nói những hiệp ước rồi đó để bán đứng này kia, tôi thật sự nó cũng quan trọng là những để có thi hành hay không. Mà chúng tôi đã nghĩ rằng đó, thì chính Trung Cộng cũng thấy rõ rằng là mặc dầu Việt Nam vậy nhưng mà cái chuyện nó đi không song song. Họ mà đi vòng nước châu kia là cũng trong khối ASEAN. Cái khối đó để mà cứ gần như để vận động, để mà tạo áp lực đối với Việt Nam nhiều hơn. Và hỏi tại sao thường thường khi dù cái nước nào mình gọi là mình thân cận là gà nhà đó, là mình tới trước, phải không? Đúng. Thì ai cũng nghĩ rằng là Việt Nam, là Cộng sản Việt Nam là gà nhà, là bởi vì chúng ta thấy có nhiều cái hiện tượng mà làm chúng ta thấy rõ rằng giống như tay sai, là giống như người dân biểu tình thì là đàn áp thẳng tay. Cũng anh em mình từng nói vấn đề này, phải không? Nhưng mà với cái tình thế hiện tại chúng ta thấy rõ là cái người dân trong nước đó, họ bất mãn trước cái thái độ ương hèn như vậy, và đã có những làm cho chính trong nội bộ Cộng sản đã có chia nhiều phe nhóm, những phe thân Trung Cộng, những phe mà thân Tây Phương, những phe không thân nào hết nhưng mà muốn bảo vệ quyền lợi của đảng, nó coi như là ba phe đúng hơn. Thành thử ra do đó mà chúng ta thấy cái muốn mà Trung Cộng muốn o ép bắt Cộng sản Việt Nam làm thế này làm thế kia, tôi nghĩ chỉ tin giấy tờ chơi thôi, chứ còn làm thật thì không thể làm được. Họ cũng thấy rõ như vậy. Thì do đó mà cái kỳ rồi đó thì ông có thể kiểu giống như là đi nước khác là chẳng sàng để hợp tác cùng khai thác, nhưng mà chủ quyền họ vẫn là không từ bỏ cái tuyên bố chủ quyền cái đường ranh lưỡi bò. Đó là những điểm đó. Thành thử ra cái chuyện mà chúng ta thấy nó khó, Trung Cộng hung hăng, nhưng mà tôi nghĩ Trung Cộng khó đạt được, và Trung Cộng đừng nghĩ rằng mình có thể khai thác được những tài nguyên ở biển mà được. Chỉ có đánh cá thì may đã ỷ có những cái, bởi lúc mà đánh cá mà tàu Mỹ đã bắt được, có những cái lưới mà họ đã cấm đó, nghĩa là nó giăng bắt tất cả mọi cá là gần như là khánh tiệt cá luôn đó, không có nuôi dưỡng đó. Là cá lưới vét á, lưới vét mà kiểu ăn cướp á, lại phải đụt nhào vô là cướp của đó để mà chạy đó. Đó là những điểm thôi, chứ còn thật sự giống như để khai thác dầu quả từ hồi đó giờ hung ngăn mười mấy năm có khai thác được nào không? Đó thì chúng ta thấy rối cái đường lối chính sách của Trung Cộng là cái điều đó. Đó là một, thật sự nói ra đúng là nó phúc lợi cho các quốc gia vùng Đông Nam Á nhiều hơn, để họ thức tỉnh. Chứ để nếu mà thật sự nó o ép bằng cách là thân thiện đi vòng vòng tới, nó đủ sức mạnh là Hoa Kỳ chống cũng không nổi nữa, thì lúc đó không ai cản nổi Trung Cộng hết. Nhưng mà cái thái độ hung hăng đó thì tôi nghĩ rằng cũng là một cái điều may mắn cho các quốc gia trong vùng, trong đó có Việt Nam. Nếu như người Đảng và quyền Cộng sản Việt Nam ý thức được tình vấn đề đó, chứ còn mà cứ khuất phục và cái điều để bảo vệ được cái gọi là giống như cái dương triều mình là đảng Cộng sản đó, nghe không? Bảo vệ bất kỳ gia nào là sẵn sàng nhượng đất nhượng biển cho Trung Cộng để mà được tồn tại, thì cái điều đó không, chắc chắn là người dân đến ngày hôm nay họ không bao giờ chấp nhận được đâu.
Vâng, thưa anh, khi vừa qua anh mới nói là Trung Cộng đã làm lần nữa lặp lại cái điều mà họ nói trước đây là hãy cùng nhau khai thác ở tại Biển Đông. Thì phải chăng cái sự trỗi dậy của Nhật Bản và sự cứng rắn của Phi Lợi Tân từ vấn đề sẵn sàng đối đầu lại Trung Cộng ở từ vấn đề quân sự cho cả vấn đề ngoại giao là đem Trung Cộng ra trước tòa án quốc tế, và Trung Cộng thấy rằng khó mà có thể nuốt được cái vùng Biển Đông, nên bây giờ thì kêu gọi các quốc gia cùng khai thác trong cái vùng tranh chấp đó. Thì đây theo anh có phải là một bước lùi của Trung Cộng trong cái chiến thuật của họ không? Nếu bước lùi thì tôi nghĩ cũng không phải bước lùi, tới giờ họ chưa có lùi. Bởi vì thứ nhất là cái chủ quyền, tuyên bố chủ quyền họ không rút lại. Chứ nó thật sự nếu gọi là bước lùi, họ tuyên bố ok bây giờ cùng nhau khai thác, tôi không tuyên bố cà chớn gì nữa thì nói rằng là bước lùi. Còn thấy họ vẫn tuyên bố là cái chuyện tuyên bố chủ quyền họ vẫn như vậy, giờ để khai thác thì có đó là cái lối mà kiềm lấn dần. Chẳng hạn giống như giờ tôi cùng khai thác, thấy không? Nhưng mà khai thác rồi, chừng nó khai thác, nó bắt đầu là khi nó đã được rồi thì bắt đầu lấn ép quốc gia kia, không có chịu chia đôi nữa. Cái này nè, dùng này có tôi nè, dùng này có anh nè, dùng tôi lần vô đó làm sao? Thì đó là những khi mà nó đạt được cái giàn khoan, đạt được cái vào hút dầu tại đó rồi thì cái vấn đề đó nó khác nữa. Thành thử tôi nghĩ đó cũng là một chiến thuật để mà nó kêu bằng lấn chiếm mà có thực tế, còn hơn là giờ tuyên bố xuống không có gì hết. Rồi nó đó là một hình thức đó, thì tôi nghĩ rằng các quốc gia trong vùng cũng không chấp nhận, mà tôi nghĩ rằng cái hình như là Việt Nam cũng đã tuyên bố không chấp nhận cái giải pháp đó. Vâng, thì thưa quý khán giả, trong cái thời sự trong tuần cũng còn nhiều điểm rất là nổi bật trong cái tuần này, nhưng mà thời gian thì không đủ để mà chúng ta còn có nhiều điểm nổi bật trong cái tuần này lắm. Thì bây giờ cũng đã hết giờ, xin anh gửi lời chào đến khán giả. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi phần hội luận của hai anh em chúng tôi. Xin hẹn quý khán giả lần tới.